Đang phát sinh chào bạn. Sau đây là đang phát sinh xin giới thiệu các bạn cần GWX9 SPCA chiều dài 54, độ cứng 5H. Đây bên phần bên ngoài hộp quả cần đây các bạn. Quay phần gồm cần và ba nội cần đấy các bạn, cần này, cùi hộp còn nguyên đai nguyên kiện cho bạn xem. Cần này màu xanh, X9 của hãng Gawen sản xuất. Cần này 54 thì trọng lượng của cần 54 này trọng lượng cần 54 là 131 g, khá là nhẹ các bạn. 131 g. Nắp bịt cần. Đầu alo xoay 360 độ các bạn nhé. Đây đầu alo đây. Các bạn xoay tròn được này. Đây, xoay tròn được. Rất là nhẹ các bạn. Tháo từng đốt một cho bạn xem. Này phần chống mòn đấy các bạn. Nốt gốc. Đốt thứ hai từ dưới lên đây các bạn. Cải màu xanh đen. Đấy. Đều được sơn phủ hết các bạn nhé, sơn phủ rất bóng. Nắm dòng cần họ không sơn phủ hết. Đấy. Cần cho các bạn xem. Đấy, trên thông số ở trên hộp là 131 g, cần trực tiếp thực tế cho các bạn xem. Đấy là... trăm bốn tám gram 54 144 g. Đây các bạn thông số đây 144/55. Tải tĩnh nhấc bổng 1,5 cân này 96%. Cần này 6 đốt các bạn nhé, 6 đốt là 6, thu gọn là 1,1 m. Đấy, chiều dài thu gọn 1,1 m. Đường kính ngọn là 1,3 mm. Đường kính gốc là 23,5 mm. Đúng số cần này. Rồi đang xin giới thiệu các bạn cần GWX Spacia X9. Bản này rất nhẹ các bạn. 148 g, 54 và chiều và độ cứng 5H các bạn nhé. Rồi Hải đang giới thiệu các bạn, Hải đang phát sinh chào anh, gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Phát Sinh.